Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom đã đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, chất lượng học tập của học sinh. Với những nỗ lực đó, trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Được thành lập từ năm 1991 với tên gọi trường phổ thông cấp 2A Trảng Bom 2. Đến năm học 1991-1992, trường chuyển qua loại hình trường bán công và đổi tên thành trường trung học cơ sở bán công Nguyễn Công Trứ. Đến năm 2009, được chuyển đổi sang loại hình trường công lập. Trường luôn chú trọng công tác dạy và học, trong đó việc đổi mới phương pháp dạy học luôn được quan tâm, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học của học sinh. Trong những năm học vừa qua, thì em và cùng toàn thể giáo viên trong trường thì mọi người đều rất là nỗ lực phấn đấu và đặc biệt là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời là kết hợp với một số các hoạt động trong nhà trường và nâng cao cái tính tự học của học sinh. Tập thể giáo viên trong trường rất là đoàn kết, luôn luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong tập thể sư phạm nhà trường. Và đồng thời về những cái mặt khác của nhà trường thì giáo viên luôn luôn cùng nhau là giúp đỡ lẫn nhau và đồng thời là hỗ trợ cho ban giám hiệu nhà trường thì để đưa trường được những cái thành tích như ngày hôm nay. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ hiện có trên 800 học sinh, gần 40 cán bộ giáo viên nhân viên. 100% giáo viên của trường có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ trên chuẩn chiếm 98%. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường luôn thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành phát động. Chất lượng giáo dục đảm bảo đúng chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt trên 65,38%, tỷ lệ yếu kém dưới 0,5%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Thầy và trò trường đã đạt một giải nhất, một giải nhì trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện và đạt một giải nhì và một giải ba cấp tỉnh, một giải nhất và một giải nhì cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện, giải đặc biệt và một giải ba cấp tỉnh. Thì tập thể các thầy cô cũng như các em học sinh đã có rất là nhiều cái cố gắng nỗ lực trong cái công tác giảng dạy cũng như là một số cái hoạt động khác của nhà trường. Các thầy và trò cũng đã rất là nỗ lực cũng như là sự phối hợp của cha mẹ học sinh để cho cái chung tay vào trong cái công tác xây dựng trường trung quốc gia. Với cái tinh thần đoàn kết mà từ xưa đến giờ nhà trường đã có thì sẽ phát huy được và sẽ hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ năm học. Với những nỗ lực đó, trường đã đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh.